Xe đạp thể thao Vít.com xin chào các anh chị. Trong video này, xin tiến hành kiểm tra chiếc xe đạp đua Java Sinoro 6 để gửi cho anh Quốc Minh ở Tràng Bom, Đồng Nai. Java Sinoro 6, mẫu xe đạp thể thao 2023 của hãng xe đạp Java, nâng cấp từ Java Sinoro F3. Vâng, được nâng cấp rất nhiều từ chất sơn. Tiếp theo, đó là đường cát chạy âm khung. Và điểm đặc biệt nhất đó là nâng cấp cho tay lái niền phô tăng đầu cá mập và tay lái bằng hợp kim nhôm rất đẹp anh chị nha. Hiện Java Sinoro 6 đang có 3 màu, đó là màu đen, màu titan và màu xanh đổi màu. Và cùng với cấu hình full nhôm và sử dụng phuộc bằng carbon, song song đó là sử dụng bộ chuyển động Shimano Tira 4007 22 tốc độ, sử dụng phanh đĩa chữ sỏ, cụm phanh dầu. Và đặc biệt mức giá của Java Sinoro 6 từ số xe đạp thể thao Vít.com vẫn đang bán với mức giá tốt nhất thị trường, bán bằng với giá cũ, tức là bằng giá của Java Sinoro F3. Vâng, nên anh chị đang cần tìm mua xe, cần mua xe đạp thể thao, hay đến với số xe đạp thể thao Vít.com dù anh chị ở bất cứ nơi đâu. Đến với số mua xe đạp rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Và ngay bây giờ, số sẽ kiểm tra và review nhanh mẫu xe đạp đua Java Sinoro S6 này để gửi cho anh Quốc Minh ở Tràng Bom, Đồng Nai. Mời anh chị cùng xem. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, về thiết kế của khung, đây là thiết kế khung rất đẹp và bắt mắt, thiết kế khí động học, thiết kế to bản rẻ, và tất cả các mối hàn được xử lý đều rất là nhẵn mịn, từ phần cổ lái đến phần ở cọc in. Vâng, đến trục giữa của khung cũng được xử lý nhẵn mịn. Tiếp theo đó là chất sơn. Vâng, chất sơn của mẫu Sinoro 6 này tuyệt đẹp anh chị nha, tuyệt đẹp luôn. Bóng đẹp và đang có 3 màu, đó là màu đen tuyền mà anh Quốc Minh mua đây. Màu thứ hai đó là màu titan và màu thứ ba là màu xanh đổi màu. Toàn bộ cát thì được âm trong tay lái, sau đó chạy vào phần ống giang phô tăng. Ống giang sau đó chạy xuống khung, gần như là giấu toàn bộ luôn anh chị nha, rất đẹp và tinh tế. Và điểm nâng cấp đó là chiếc tay lái của Java Sinoro 6 này. Vâng, tay lái nhìn như tay carbon vậy, nhưng thực chất nó là tay nhôm anh chị nha, tay nhôm. Vâng, tiếp theo đó là phanh trước phanh sau. Phanh trước phanh sau thì sử dụng phanh đĩa và củ phanh là củ dầu của hãng DK. Và bóc rất nhẹ tay và kiểm soát tốc độ rất dễ dàng, chắc tay luôn. Bộ chuyển động Shimano Tira 4007 gồm tay đề số, gạt đĩa, gạt lít, sử dụng trục rỗng của hãng DK bằng nhôm, hai đĩa và nít thả 10 tầng 20 tốc độ. Xích sử dụng xích của hãng KMC X10. Bằng cặp bánh thì sử dụng cặp bánh bi bậc đạn, vành nhôm hai lớp cả 4cm, lan hoa bằng thép, may ơ nhôm, lốp sử dụng lốp CT xe rắc 700x25C. Và với mẫu Java Sinoro 6 này, shop đã chụp ảnh cũng như đăng tải đầy đủ thông tin trên web xe đạp thể thao Vít.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web xe đạp thể thao Vít.com hoặc đặt xe qua số điện thoại 0983315936. Dù anh chị ở bất cứ nơi đâu, có những người mang xe đến tận nhà cho anh chị kiểm tra xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vít.com.